Xin chào bạn, trong nội dung bài này mình hướng dẫn các bạn thực hiện đó là chúng ta thay đổi cái thời gian khởi động hệ thống ở trong cái trường hợp mà chúng ta cài nhiều win song song và đồng thời chúng ta chọn một cái win để boot mặc định tức là sau cái thời gian chờ đấy thì nó tự động nó chọn một cái win của chúng ta để nó vào nó khởi động đấy. Thì ở đây là áp dụng cho cái trường hợp mà các bạn cài nhiều cái win song song đồng thời ở trên cùng một cái máy cùng một cái ổ đĩa cứng nha ok bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện như sau các bạn gõ à, nhấn phím đồng thời là windows cộng phím r đấy sau đó các bạn gõ là à, ms config enter thì nó sẽ mở ra một cái hộp thoại đây là system configuration thì ở chỗ NEN general này thì các bạn không cần phải quan tâm nha đây bây giờ các bạn chọn vào boot được chưa đây thì hiện tại thì nó sẽ hiển thị ở đây đó là ở trên cái máy của mình này là mình cài song song là hai cái win 10, một win ở OD, một win ở C. Được chưa? Thì cái thằng hiện tại mà đang chạy này thì nó sẽ là Karen OS. Đấy. Bây giờ các bạn muốn chọn nó làm default OS ấy. Đấy thì các bạn sẽ chọn nó. Tức là Uh, nếu mà chọn là default OS thì uh, hiện tại nó sang, đang là default OS thì không chọn tương nữa. Bây giờ muốn chọn lại một cái window nào đó làm default OS ấy, thì chọn đấy. Sau đó thì nhìn thấy này, set as default OS được chưa? Đó. Uh, vào set thì nó sẽ chọn default là cái cái mà chúng ta chọn. Đó, còn nếu không muốn thì chúng ta sẽ chọn một cái win khác. Rồi. Tiếp theo ở cái chỗ phần timeout này này, tức là khi mà cái máy chúng ta khởi động lên thì nó sẽ chờ, rất là chờ trong khoảng bao nhiêu giây ấy. Đấy, ví dụ mình cho vào đây là 30 giây chẳng hạn. thì tức là gì? À sau 30 giây nó chờ. Đấy người dùng mà không chọn cái win để nó vào nó khởi động ấy, thì nó tự động là nó sẽ vào nó cái win chúng ta chọn là default OS này này nó khởi động. Đấy, do là mình uh, chọn khá là nhanh nên là mình chỉ để 3 giây thôi. Và đây các bạn có thể chọn cái thời gian theo ý của bạn nhỉ Thế à, xong thì các bạn sẽ ấn vào ok. Đấy, thì từ cái lần tới là cái máy rồi ra khi mà bật nó lên thì nó tự động nó sẽ ra cái thời gian tham ao mà chúng ta đã xét và nó chọn sau cái thời gian đấy nếu chúng ta không tự chọn không chủ động chọn thì nó sẽ tự chọn cái OS mặc định để nó khởi động ok cái nội dung này thì đến đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi